chào các bác anh chị, hôm nay là Gia Băng Nguyễn ghé thăm thầy Thích Tâm Phúc chùa Hoằng Pháp Trung Ương, cũng vô tình gặp được các em ở bên Nhật Bản Osaka về thăm thầy. Mời cả nhà xem Gia Băng Nguyễn nha. Dạ, Gia Băng Nguyễn bước vào trong chùa để quay trực tiếp các em hâm mộ ở Việt Nam đi hợp tác lao động từ phải về để thăm thầy. Riêng hồi xưa thì được, hồi xưa cho là thời buổi chiến tranh loạn lạc không có trình độ hả, còn bắt đầu 2015 trở đi là bất cứ trụ trì nào cũng phải bằng đại học, không có bằng nào trước sau gì cái ghế ngồi đó là không còn nữa, phải đó ra đi từ từ. Đại học ở đâu cả nước muốn học đại học ở đâu cũng được, miễn có trường đại học là học được. Còn riêng mà các cái chùa tỉnh á thì thay đổi từ từ, cũng như thì Việt Nam mình á, hệ thống đảng nhà nước yêu cầu phải cũng có bằng đại học, giờ tôn giáo cũng yêu cầu có đại học, song song nếu đời đạo xong nhau hết. Nếu mà yêu cầu cấp quận, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương có bằng đại học thạc sĩ tiến sĩ thì tôn giáo giáo hội cũng giống nhau, trụ trì chùa cũng giống nhau. Giờ thầy trụ trì là gì? Người lãnh đạo, ví dụ nuôi giờ bao nhiêu đệ tử phải nuôi ăn học, rồi thầy chủ trì phải nuôi như con ruột của mình, rồi phải lo đệ tử mẹ anh ăn học, rồi phải thuyết pháp mà không có trình độ sao thuyết pháp. Ví dụ giờ nói hỏi tu vậy chứ ông học trường nào, rồi ông có cái bằng mà giảng sư để giảng pháp cho ta nghe hay không. Giờ muốn dạy học phải có bằng đại học sư phạm mới được đi dạy trường học, mà giờ không có bằng đại học mà ông đòi đi đợi giảng pháp chùa này chùa kia, rồi giảng sư đầy sẵn sư nó đau không nhận. Giờ ông sư mà không có bằng đại học và giảng sư ha, bằng đại học về sư phạm thì cấm cả nước không được dạy bất cứ một trường học nhà đời hay đạo hay Phật giáo, và cũng không được phép giảng bất cứ ở đâu chùa nào. Thôi tụi con đến đây kiến thầy nha. Vô tình đi nghe đây, chụp kỷ niệm cho mấy bạn coi. Rồi chụp đi, tôi đây thì đứng nè, đó vô. Nhà anh Nguyễn đi. Tạm biệt nha. Dạ. 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 Xả cái kiến xuống tắt máy lạnh chạy cho nó nạp vô cái bình đi.
Khách đã đi về rồi cả nhà. Mấy em ghé thăm một chút xíu rồi đi về rồi. Cuối cùng chuyện gì? Coi nó có nói đúng hay nó bị quan, hay nó bị nói sai, hay là nó nóng nảy, hay nó la sân si, hay nó quậy phá anh ta. Thì mình hỏi coi cái nguyên nhân nào mà nó sai, mà nguyên nhân nào mà nó đúng, mà nguyên nhân nào mà nó gây ra sự việc này. Thì mình là người lớn, là người soi xét và người coi coi cái việc nào đúng sai để mình giải hòa cái vấn đề đó. Chứ mình đem ra mình la làng, có nhiều người có bầu, con tôi nè, tối nay đi chơi thằng nào nó lấy đó, có bầu một bụng nè, nó chưa chồng mà nó có con nè, bà con ơi, la làng lên. Cái hồi nít hồi xưa sớm lại ngõ này, thằng nào mà nó tốt quá mà nó dám chào như thế này, bụng một bụng chết rồi. Sớm mình con gái chưa chồng mà có con. Ở giờ thầy nói giờ vấn đề hiện nay thì cái việc thầy ví dụ chứ không đề cập đến ai. Nhưng mà giờ con hỏi đi, một người tu tại sao mình không hướng thiện cho người đã làm sai? Ví dụ như ông thầy đó sai, tại sao mình không dùng lời nói ngon ngọt? Thôi giờ con tu đi, con nương tựa vào thầy, con nương tựa vào các vợ nào, và con về chùa con lo tu đi, con đừng có dính líu vào xã hội, đừng dính líu vào tại đang xã hội. Mà tại sao mình không nói những lời nói đó để khuyết phục những lời nói đó, mà mình lại nói những lời nói chua chát, khiêu khích, đâm khọ, rồi châm chích, rồi nói xém, nói sẻn, nói dọc, nói ngang, nói nghiêng, nói ngửa, nói cao, nói khắp, nói xéo, nói xèo, nói sẹo, nói khổ, nói học xuống. Thầy nói tại sao chúng ta sống? Cái người sai cần phải có người khuyết phục lời nói, rồi người đúng cần phải dằn. Coi coi sự việc cũng có coi lỗi lỗi bên nào mà đúng đúng bên nào, để mình thức tỉnh. Là nhiều khi mình nóng, người ta nói giận là mắt khôn, mà lời nói nó càng xăng quá mà hoặc mình tức quá, mình nói ẩu, nó tả mình không dừng. Ví dụ như mình chữ vừa thôi, chữ riết kéo dây, nó lôi từ đầu cố sợ nó là một dập xuống, nó nói chừng nào trả con giận nó thôi. Nhưng mà không biết mình đang nói cái đó sao, tôi hỏi mày nãy giờ mày nói gì vậy, mày chữ gì vậy? Quên mất tiêu ha, phải không? Thầy nói giờ giống như đây nè, thầy nói mà là một chuyện, nhưng mà ta nói ta quay cút là câu chuyện, rồi ta phải nói là mình nãy giờ mình nói gì. Giống như video đi, khi mình nói nó khâu vô hết, lát nó coi thật lại, có quay lại coi mình đang nói gì, hành động gì, cử chỉ gì và làm cái gì đây. Mà giờ ta hỏi anh chàng khách từ từ này, nếu ảnh là một dân trí thức mà một người ăn học, mà tại sao mình không thuyết phục được nhân gian, không thuyết phục được những lời nói tốt, và mình không kể những chuyện hay, những cái lẽ phải để cho người ta học theo, mà đem cái lời khiêu khích, khiêu gợi, gây đấu tranh, gây mâu thuẫn giữa bên này, phe này và phe nọ, và gây xáo trộn cả nội bộ. Cuộc đời sao mà khổ đau khổ sở, cuộc đời lẳng đẳng lao đao. Sống sao cho hết khổ, giống sống sao cho sung sướng. Trời.
thì tháng trả ông 15 triệu 50 triệu, ông về ông tụng kinh mỗi ngày cho mình, ông làm mướn mình làm cái khu du lịch, chùa du lịch á, các cái chùa giờ chùa quốc danh không à, à các tướng thì trụ trì, tiền cũng không trụ trì giữ, mà ông trụ trì tâm mướn hết. Thôi con dẹp đi, ăn về đỡ.